Này hết bò bò nha anh em. Anh em mà nuôi trong thùng xốp á, anh em cho nó oxy nè. Oxy sục oxy với cho ăn cám à, cám đạm cao. Anh em cho ăn thì anh em nhớ sủa khí, sủa sục khí liên tục nha anh em, nó mới sinh sản nhiều được. Cho bột lại đây em. Hồ trong đây chuẩn bị thả nha anh em. Đây giao cho ông bạn gần nhà hai bịch. Bán hai bịch bò bò tặng thêm bịch loại nhỏ. Mà không phải bò bò. Mà các con ăn là ok lắm đó anh em.